Chào các bạn, như vậy là chúng ta đã bước sang đến cái phần ôn tập của tuần thứ 7 trong nội dung học kanji là một somatome. Và ngay sau đây thì mình sẽ đi vào cái nội dung chính của cái phần ôn tập ngày hôm nay. Các bạn hãy cố gắng cùng mình nhé. Chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên. Câu đầu tiên đây thì Jinja ni Shiken no Gogaku o. Từ này đọc là gì nhỉ? Từ này thì cái từ này đây nó là cầu nguyện đây, cầu nguyện. Thì cái này nó sẽ là Kigan, Kigan. Đấy, từ này nó sẽ là Kigan. Thế thì Jinja ni Shiken no Jinja ni Shiken no Gogaku o Kigan suru, có nghĩa là tôi cầu nguyện. Tôi đến cái đền đấy, tôi đến cái đền thờ cầu nguyện để cho có thể đậu được cái kỳ thi ấy. Cái câu này là Kigan. Kigan. Còn Setsugan này thì nó không phải, Setsugan này thì là trong cái từ chiết, là trong cái từ Orilu ấy, thì cái này không phải. Setsugen, đây là Setsugan, đây không phải. Kigen cũng không phải. Rồi, sang câu thứ hai nào. Là kare wa kohai kara shitawarete iru. Đây shitawarete iru này trong từ mộ này có nghĩa là ngưỡng mộ đấy, thì cái tên là shitawarete iru đây, còn đáp án hai có nghĩa là anh ấy ấy thì được các đàn em ấy, những cái thế hệ sau ấy, rất là yêu quý và ngưỡng mộ đấy. Câu này sẽ là còn cái đại chutawarete iru, chutawarete iru đây thì như nó trong cái từ là chutaimasu thì phải. Chutaimasu không phải, cái này cũng không phải. Cái này là mato thì cái này cũng không phải. Cái này là sasowarete iru, là cái này được mời, không phải đấy. Sang câu 3 là benjijo suno hito o e san to yobu koto ni shimasu. Đây có nghĩa là cái từ benjijo này thì nó có nghĩa là để cho thuận tiện đấy, để cho tiện lợi đấy. Cái từ này thì nó là benjijo rồi, thì cái này là đáp án 1 rồi. Có nghĩa là để cho thuận lợi, để cho thuận tiện đấy, thì sẽ gọi cái người này là anh A đấy, đấy là anh A. Cho nên là bên ly dụ thì không phải nè, bên ly dụ không phải nè. Cái này đây là bin ghi dụ thì cũng không phải nè, cái này là bin ly dụ thì cũng không phải nè, mà cái này là bên ghi dụ, là bên ghi dụ. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được 3 câu. Tiếp tục sang câu tiếp theo. Rồi câu thứ 4. Watashi wa haken chain kara seisai ni natta. Đây, cái này là haken, cái này là từ haken. Thì cái này là từ phái thực khiển này, phái khiển này. Thế thì haken nó là đáp án 1. Đáp án 1. Haken này có nghĩa là phái cử đấy. Phái cử là có nghĩa là tôi ấy thì đến từ cái công ty phái cử. Tôi là nhân viên của công ty phái cử. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã trở thành nhân viên chính thức rồi. Đấy. Bây giờ thì tôi đã trở thành nhân viên chính thức rồi. Không, cái này phải dịch là tôi ấy thì là từ là một nhân viên của công ty phái cử đã trở thành nhân viên chính thức. Như vậy thì cũng phải là chuẩn hơn. Watashi wa haken chain kara seisain ni natta. Cái này là hoken, cái này hoken thì là bảo hiểm, nó không phải đâu. Cái này là hiken thì không biết là cái gì. Còn cái này là kagen trong cái từ là oyu kagen wa ikaga desu ka, kagen là tăng giảm đấy, điều chỉnh tăng giảm lên xuống đấy. Sang câu 5 nào. Izoku ni taishite. Cái này là aito, cái này là aito no i o arawashita. Như vậy câu này ấy, thì mình có thể dịch ấy, là tôi bày tỏ cái sự thương tiếc ấy, cái sự thương tiếc đau buồn đối với thân nhân của người đã mất. Izoku đây, cái này là aito đáp án 3. Còn cái lại aitaku thì nó hình là nó nằm trong cái lại aitaku, không biết là cái gì nhỉ. Aitaku te à, aitaku cái này nó phải có chữ Hán mình mới biết được. Suito thì mình cũng không rõ nữa, nó phải có chữ Hán nữa. Còn cái là suitaku, cái này suitaku nấu cơm mà mình cũng không biết này, mình phải có chữ Hán thì mình mới biết được rõ nghĩa của nó. Sang câu 6 nè, cái này là hoshihin.
cái này là Hoshihin. Hoshihin, đúng rồi. Hoshihin to yu no wa yasu uri no koto da. Yasu uri koto, yasu uri no koto da. Cái này là Hoshihin to yu no wa yasu uri no koto da. Như vậy cái này là Hoshi thì nó là cái nào? Ở đây ấy thì hôm trước mình trong cái bài, trong cái bài trước thì mình không nhớ là bài nào nữa, thì nó có học cái từ Hoshi rồi, cái từ này từ, từ phụng này, từ phụng này. Thế thì cái từ Hoshi này ấy thì nó vừa là phục vụ này, nó vừa là cống hiến này, nó vừa là làm việc này. Đấy, phục vụ, cống hiến, làm việc. Thế nhưng mà trong cái từ mà nó đi với cái từ hình pin như này, Hoshi hình như này, thì nó sẽ là thì nó sẽ là cái hàng mà thì giống như cái kiểu như là hàng giảm giá đấy, hàng giảm giá thì giống như cái nghĩa này, cái nghĩa nó dịch ở đây luôn này, tức là Hoshihin to yu no wa yasu uri no koto da, là cái hàng bán rẻ đi, bán rẻ hơn đấy, giảm giá. Và cái này là bán ba, còn cái này là Hoshi. Hoshi thì không biết là gì. Boshi, Boshi là cái mũ à. Còn cái này là Buzi, Buzi thì bữa gì thì không biết, cũng không biết. Rồi. Tiếp theo là sang câu 7. Câu 7 là sono shouhin wa zaiko ga gozaimasu. Sono shouhin wa zaiko ga gozaimasu. Thì cái này là cái zaiko thì đây nó là cái đáp án 2 đi rồi. Giải của đáp án 2. Câu này dịch ấy, thì cái sản phẩm đấy ấy, thì cái sản phẩm đó ấy, thì vẫn đang còn có trong kho vẫn đang còn. Sản phẩm đó thì ở trong kho vẫn đang còn. Với cái này đáp án 2, còn cái này Psycho đây là tốt nhất à, nhưng mà mình không phải. Sonko không biết. Câu này đáp án 2, câu 7 đáp án 2. Sang câu 8 là Piano no banso de Utau có nghĩa là tôi hát khi mà điện đàn piano ấy, tôi hát bằng cái nhạc là nhạc điện đàn piano ấy, cái banso đây nè, banso thì nó là cái điện đàn, như vậy là cái này banso đã bằng 4, banso đấy là bản tấu. Cái này kenso thì cũng rõ là cái gì, anso thì bô sô không có gì. Còn này đáp án 4. Sang câu 9 nào, cái này là heon buzina manichi o okuru. Cái này thì dễ rồi, heon nó là đáp án 2 này. Cái này heon buzina manichi o okuru đây có nghĩa là tôi trải qua từng ngày mà được bình yên vô sự ấy. Tôi chạy qua hàng ngày, tôi chạy qua từng ngày bình yên vô sự theo kiểu như thế. Cái này là heon, còn cái này heing thì không rõ là gì. Heon đây thì nó là bình thường đấy, còn cái này là heian là bình an nè. Cái này là đáp án 2. Rồi sang phần tiếp theo này, sang câu tiếp theo. Ano hi no koto wa ima demo. Cái này là từ này đọc là gì nhỉ? Senmei ni oboete iru. Cái này là còn senmei. Ano hi no koto wa ima demo senmei ni oboete iru. Cái từ senmei này là cái từ tươi sáng đây, tươi sáng rõ ràng đây, tươi sáng rõ ràng, rành mạch đây. Như vậy thì cái câu này là cái từ này là đọc senmei. Senmei đáp án 1 đây. Trên mê chúng ta có 1. Vậy câu này mình sẽ dịch nó là Anohi no koto wa, tức là cái việc của ngày hôm đó ấy, ima demo senme ni oboete iru, có nghĩa là cái việc ngày hôm đó thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn đang nhớ rất là rõ. Anohi no koto wa ima demo senme ni oboete iru. Còn yome thì không rõ nè. Shome là chứng minh à, tôi mê là trong suốt à,
Rồi, đã xong được một phần. Sang câu 11 nào. Sang câu 11 là Yugon. Yugonjo o kaiteoku. Yugonjo o kaiteoku. Thế là di ngôn này, di ngôn di chúc đấy. Cái bản viết trước cái bản di chúc vậy. Yugonjo o kaiteoku. Thì cái từ Yugon đây ấy thì nó là câu nào ra? Hai cái này nó giống nhau nhỉ? Cái này là Ketsugon là cũng không phải này. Cái này cũng không phải rất là. Chỉ còn có đáp án 1 và đáp án 2 thôi. Cái đáp án 2 này thì nó là cái từ này là trong cái từ là Askai này. Đáp án 2 là trong cái từ Askai là sử dụng. Còn cái đáp án 1 này nó có cái bộ bối dưới này. Nó có bộ bối dưới này. Thì cái này nó là nằm trong là cái di tích đấy, có nghĩa là di ngôn đấy, di ngôn, di tích, di ngôn đấy. Di tích lịch sử ấy, và cái này là đáp án 1. Đáp án 1 nó có cái bộ bối ở dưới này. Này. Còn cái từ này là từ Askai đấy. Như vậy là Yugonjo o kaiteoku nghĩa là tôi viết sẵn những di chúc ấy. Sang câu 12. Sayonara manrui homu lan de katta. Sayonara manrui homu lan de katta. Cái câu này ấy thì thực ra nó lại dính đến cái từ manrui là cái từ mà mình thực sự mình không rõ. Khi mà vì nó nói về bóng chày. Cái từ man lươi này nó chỉ là cái điểm mà cái điểm chạm bóng đầu tiên trong bốn cái điểm cần phải chạm đấy. Thì cha từ điển thì nó nói là như thế. Thế thì ở đây thì mình có thể hiểu mang máng của nó ấy, là cái khi mà cái đánh cái quả bóng ấy thì nó bay ra khỏi cái sân bóng chảy ấy. Đấy tức là hôm mượn làn đây. Nó bay qua cái bay ra khỏi cái vùng mà cái vùng sân bóng chảy ấy thì giành được chiến thắng đấy. Thì mình hiểu nó là như thế, nhưng mà thực chất thì mình không am hiểu về cái này lắm. Thì cái này là man lươi, thì cái này là trong cái đuôi kê này đấy. Còn cái này là man, cái này cũng là man lươi. Man lươi đây thì nó là cái này nó là man lươi đây, từ đáp án 2 chính là đáp án 2 đây. Đáp án 2 còn cái này là man lươi đây, trong cái từ là lươi kê, là lũy kế đấy. Để tổng cộng đấy. Còn cái này là man, cái này không rõ này. Cái này cũng không rõ. Cái này trong từ chi sao? Như vậy là cái này là đáp án 2. Đáp án 2. Sayonara man lui homu lan de katta. Rồi sang câu 13. Hamono no mochikomi wa kinshi sarete imasu. Hamono tức là cái vật sắc nhọn này. Cái vật sắc nhọn. Hamono đây thì tiền. Cái này là ha thì không phải thế này. Còn cái này là hamono. Hamono đây thì với cái ha mono này, với cái ha mono này. À, như vậy thì mình đã hiểu rồi. Cái từ này là chữ từ chikala nè. Đấy, thì nó không phải là cái vật sắc nhọn này nè. Còn cái này thì nó là cái đao kiếm này. Đao kiếm này. Thì nó cũng không phải này. Thì nó có là katana đấy. Thì là katana đây. Đao kiếm này, katana. Còn cái từ ha mono đây là nó dùng trong cái vật sắc nhọn là ví dụ như là hocho no ha đây. Ocho no ha đây này. Đặc biệt cái này đáp án 4. Đáp án 4. Rồi. Sang câu 14. Sang câu 14 đây thì là okane to wa. Okane to wa. Icho. Icho enganai daro to. Từ này đọc là cái gì nhỉ? Uranai. Uranai si ni iwareta. Uranai đây có nghĩa là thầy bói ấy. Uranai si này là thầy bói này. Okane to wa icho enganai daro to uranai si ni iwareta. Có nghĩa ấy, nói đến tiền ấy thì có lẽ là cả cuộc đời tôi nó không có duyên với tiền đấy, không có duyên với tiền. Tôi đã bị thầy bói nói là như vậy. Đấy, tôi đã bị thầy bói nói là như thế. Cái từ en ở đây ấy, thì ở đây thì mình xuống đây mình tìm cái từ en là cái từ duyên đây. Thì cái từ này đây ấy thì nó là trong từ kỷ lục cự. À, cái này là kỷ lục cự là kỷ lục vậy nè, kỷ lục cự là kỷ lục vậy nè. Đấy. Còn cái từ này ấy, en ở đây ấy, thì cái này là cái này đây thì nó cũng rất là trong từ midori này.
Midori, màu xanh nước biển đấy. Thế thì còn cái từ en ấy, từ en thì nó là cái từ đây, en đây. Mình nhớ cái từ này ấy là bởi vì là mình nhớ theo kiểu là nếu như mà có duyên thì về cùng một nhà. Ở đây là cái bộ dưới đấy thì nó có cái nhà này. Nếu như mà có duyên ấy thì chúng ta sẽ về cùng một nhà. Đấy, như vậy này nó có cái ye dưới đây, cái bộ nhà dưới đây. Như vậy mình chọn cái này là văn ba. Còn cái từ này là cái từ gì mình không nhớ rõ nữa. Nó gần giống cái từ yo hoặc li, từ hara, không rõ nữa. Rồi cái này là văn ba. Sang câu 15 nè. Soboku, soboku na gimon o butsukete mita. Cái câu này soboku đây có nghĩa là cái vấn đề đơn giản này. Cái vấn đề đơn giản này, đơn thuần, đơn giản. Thế thì soboku na gimon, gimon o butsukete mita. Cái soboku này như vậy cái từ này đây mình sẽ dịch là mình dịch nó là như thế nào được ta? Sukunam vondai o butsukete mita có nghĩa là tôi thử tìm hiểu về cái vấn đề đơn giản này. Tôi thử tìm hiểu về cái vấn đề đơn giản này. Soboku nó chính là đơn giản đấy. Rồi. Còn cái từ số bốc cự này thì nó là đáp án này rồi, đáp án hai đi rồi. Cái này là số chốc cự này, là số chốc cự là thẳng 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 thừng này, thẳng thắn đấy này. Còn cái này đây là từ xuất đây thì không phải rồi, số chốc cự không phải rồi. Cái này cũng không phải. Cái này đáp án nhiễu thôi. Như vậy thì cái này đáp án 2, như vậy thì câu này thì mình sẽ dịch, tạm dịch nó là dịch để cho nó có nghĩa ấy, thì mình sẽ dịch nó là thì soboku na gimon o butsukete mita, nghĩa là tôi thử tìm hiểu về cái nghi hoặc đơn giản này, cái vấn đề đơn giản này ấy. Tôi đã thử tìm hiểu về cái vấn đề đơn giản này, cái nghi vấn đơn giản này. Rồi. Sang môn đại ba nào. Sang môn đại ba đây thì nó là hikoki wa kiryu ni makikomareta. Hikoki wa thì lan kiryu ni makimareta. Makikomareta. Hikoki wa đây đáp án 1. Hikoki wa lan kiryu ni makikomareta. Có nghĩa là cái máy bay ấy thì nó bị cuốn vào trong cái luồng khí mà nó luồng khí đối lưu, cái luồng khí mà nó gọi là luồng khí thì có luồng khí nó hỗn loạn này, luồng khí hỗn loạn thế đây nó chỉ có là cái giống như là cái đối lưu, cái vòi rồng hay là cái gì đấy, mình chỉ dịch mình chỉ biết mình tra từ điển thì mình thấy nó là cái luồng khí mà hỗn loạn thôi. Rồi. Còn cái này thì mình sẽ chọn sang là cái này là yu, là yu là omoi thì không phải này. Cái này là từ moritsu này, moritsu thì là mạnh mẽ, mãnh liệt thì cũng không phải này, ác cự thì không phải này. Cái này chỉ là đáp án 1 thôi. Sang câu 13, xong câu 13 thì nó là eko to yobareru. Eko to yobareru. Onpa ni yoru kensa o ukeru. Vậy câu này đây ấy thì nó có một cái từ đấy là cho onpa, cho onpa. Nó là đáp án 3. Và echo to yobareru đây có nghĩa là cái echo là cái tiếng vang ấy. Echo to yobareru cho onpa ni yoru kensa o uketa, ukeru có nghĩa là tôi đã tiến hành điều tra, tôi đã tiến hành kiểm tra về cái sóng siêu âm mà được gọi là cái sóng echo đấy, được không, cái sóng siêu âm mà được gọi là cái tiếng vang đấy. Eko to wa yobareru cho onpa ni yoru kensa o uketa. Tôi đã tiến hành kiểm tra cái sóng siêu âm từ cái mà được gọi là tiếng vang. Ta kiểu như vậy. Cái này là T đây không phải thấp rồi đúng không? Eko
Cái này đây nó là cô thì không phải đâu, chô thì nó không phải đâu. Sang câu 18. Makurai wa iya nano de den kyu dake tsukete ne du. Ở đây có nghĩa là tôi thì ghét cái bóng tối, tôi thì ghét cái trời tối ấy, trời tối đen. Makurai thì nó là tối đen đấy. Iya nano de, tôi thì ghét cái trời tối đấy, cho nên cái này là mamekyu rồi, đây là mamekyu là đáp án ba. Cho nên là tôi bật cái đèn, cái bóng điện nhỏ để ngủ ấy, khi ngủ thì tôi bật cái bóng điện nhỏ. Cái này là trong cái từ kali là giả thì không phải này, c là chính cũng không phải này, đây là phức cự là khó thì cũng không phải này, đây là đáp án ba. Makurai wa iya nano de mame denkyu dake tsukete neru emasu. Sang câu 19. Sang câu 19 đây thì Nihon Kokai no furui eiga o mini iku. Cái này thì nó là cái từ nào đây? Nihon no kokai no furui eiga o mini iku. Thì cái này nên nó là hạt dự rồi. Đây. Nihon hạt dự kokai no furui eiga o mini iku có nghĩa là tôi đi xem cái phim mà cái phim điện ảnh rất cũ mà được công chiếu lần đầu tiên của Nhật Bản đấy. Tôi đi xem cái bộ phim cũ được công chiếu lần đầu tiên của Nhật Bản đấy. Cái này là hạt dự kokai. Còn cái này là mê, đây là tên hoặc là nổi tiếng đấy, thì không phải là kêu thì tên không phải rồi. Cái này là yumjo thì cũng không phải rồi. Yojo thì cũng không phải. Sang câu 20 đây thì nó là bưng cả càng communication of era manabu. Như vậy thì cái từ này đây thì nó chỉ có là từ đáp án 22 thôi. Đáp án 2 nó là y bưng cả càng communication of manabu. Cái này đây có nghĩa là tôi học giao tiếp ấy từ giữa các cái nền văn hóa khác nhau ấy. Tôi học giao tiếp giữa các nền văn hóa khác nhau. Vậy đáp án 2. Còn cái này là dốc cự thì trong cái dốc cự gồ là tiếng lóng rồi. Còn cái này là chô đây. Chô đây. Chô sắc cực kênh nè. Còn cái này đây thì nó là Higaisha đây. Cái này không phải. Rồi ok. Vậy là xong cái phần này rồi. Còn một cái phần cuối cùng nữa đây. Cái phần này luôn luôn là cái phần mà rất là khó khăn với mình trong cái khoảng dịch. Vì cái khả năng dịch của mình nó không được tốt cho lắm. Ở đây thì mình thấy đây là có là đây là người nè, đây là nhà nè, đây là tên của nghề nghiệp nào đó này, đây là cái tay này, đây cũng là tên của một nghề nghiệp nào đó này. Đấy. Hito no shokugyo o arawasu kanji wa i, thì cái này là isha rồi, cái này là isha nè. Đấy, cái này i đây thì mình cho là isha. Isha, dạ. Ka thì cái đây là ka siêu. Đây thì mình chọn nó là ka siêu. Ka siêu. Còn cái này là show xét dự. Thì cái này là show xét dự cả. Show xét dự cả. Show xét dự cả. Nó là cái từ nào trong này? À đây, show xét dự cả đây. Shoshitsuka nado iroiro aru ga shakai no henka tomo ni yobikata ga kawatta mono mo aru yosei no shigoto datta kangoku san ya hobo san wa dansei mo suru you ni natta koto kara sorezore kango shi là kangoshi, đúng nghề của mình luôn, là kangoshi. Còn cái này là hoiku, là hoiku
Còn cái này được là hôi cử si nè. Là hôi cử si nè. Còn cái này đây thì nó là Gango si, thì cái này là si rồi, phải si kia thôi. Đây, nó là từ này, Gango si nó từ này. Như vậy thì câu này thì mình có thể dịch nó như sau. Hito no shokugyo arawasu kanji wa isha ya kasiu shoshitsu ka nado iroiro aru ga. Iroiro aru ga. Kaisha no henka tomo ni yobikata ga kawatta mono mo aru. Có nghĩa đây thì mình sẽ dịch ấy là có rất là nhiều những cái chữ mà thể hiện là những cái chữ mà biểu hiện là cái nghề nghiệp của con người ấy thì có rất là nhiều, như là đấy bác sĩ này, đấy cái này là bác sĩ, kasiu nó là cái gì, ca sĩ này, shoshitsuka đây thì nó là tiểu thuyết gia này, người viết văn tiểu thuyết gia đấy, đấy nhưng mà chakai no henka tomo ni yobikata ga kawatta mono mo aru, nhưng mà ấy, cái tên ấy nó bị thay đổi cùng với cái sự thay đổi của xã hội. Không, cái cách gọi ấy thì cùng với cái sự thay đổi của xã hội thì cách gọi mà cùng với sự thay đổi của xã hội thì nó cũng đã thay đổi, nó cũng đã có cái sự thay đổi. Đấy. Cái cách gọi cùng với sự thay đổi của xã hội thì nó cũng đã có cái sự thay đổi. Yose no shigoto datta kangoku san ya hobo san wa dansei mo suru you ni natta koto kara sore sore kangoshi hoikushi to natta. Vậy cái câu này thì mình sẽ dịch ở đây là cái người bảo mẫu này và điều dưỡng y tá ấy, là những cái công việc mà của phụ nữ. Đấy là những công việc của phụ nữ. Vì ấy, cái này là vì cái gì đây? Vì hiện nay vì ấy thì nam giới ấy cũng đã tham gia vào trong và tham gia làm những cái công việc đó ấy. Cho nên đã trở thành những cái cách gọi như là kangoshi và hoikushi. Thì mình chỉ có thể dịch nó tạm tạm như vậy thôi. Bạn nào dịch hay hơn thì có thể là dịch xong rồi comment xuống dưới cái phần bài học giúp mình nhé, cho nó dành rõ ràng hơn. Rồi cảm ơn các bạn đã cố gắng cùng mình trong cái bài ôn tập ngày hôm nay. Chúng ta sắp hết được cuốn kanji N1 rồi, các bạn cố gắng cùng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.